Chào anh chị nhé, lại là Hoàng đây. Tiếp tục thì Hoàng sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một căn biệt thự đơn lập nằm trong khu compound ở Waterport mà giá tốt nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện tại. Đấy anh chị ha, sau lưng em Hoàng là một khu biệt thự ha. Căn biệt thự này thì chủ nhà mua cũng hơn 2 năm rồi, nhưng mà hiện tại do cần tiền cho nên bán rẻ. Đây căn này anh chị này. Đây, căn này là căn biệt thự thiết kế là 1 trệt 2 lầu, ở diện tích đất là 300 m2. Căn trước mặt của anh chị đấy ha. Video trước thì Hoàng có giới thiệu cho anh chị căn biệt thự 1 trệt 1 lầu 225 m2, còn căn này là 1 trệt 2 lầu. Ở phía bên này là căn này là căn góc anh chị này, căn này là căn góc. Tiếp tục là tới căn của mình. Căn của mình thì diện tích đất 300 m2, diện tích sàn sử dụng thì cũng xấp xỉ gần 300 m2 luôn. Bên hông thì mỗi bên trưa khoảng 2 m, ở trước thì khoảng 3 m. Ở đây là chỗ đậu ô tô, chỗ này làm sân thì mình có thể làm một cái vườn hoặc một cái hồ cá coi. Còn ở trong này là khu công viên nội khu á. Đất của mình là từ hàng rào mà đi qua này, nó đi qua đó là 15 m thì có một cái tủ điện ở đây, nhưng mà không ảnh hưởng. Thì nhà này có cái tủ điện này thì căn mình không bị ảnh hưởng anh chị ha. Đó, căn này thì phù hợp cho những anh chị mà thích một căn biệt thự mà diện tích rộng 300 m2, mà muốn là giá rẻ thì căn này là giá chỉ có hơn 10 tỷ một xíu. Anh chị mua thì mình vào phun tiền luôn, giữ lại 5% nhân sổ thôi, vì do chủ nhà đang kẹt, chủ nhà đang cần tiền cho nên chủ nhà mới bán cái giá này cho mình. Thực tế những căn như thế này mà trong giỏ hàng của chủ đầu tư á, thì nó vẫn quanh khoảng 12 tới 14 tỷ năm trong giỏ hàng chủ đầu tư. Khi mà anh chị mua hàng chuyển nhượng, cái lợi thế là giá rẻ, nhưng mà anh chị phải vào phun tiền. Còn nếu anh chị mua hàng chủ đầu tư á, thì anh chị chỉ cần vào 30% trong vòng khoảng 1 đến 2 năm thôi. Cái nào cũng có cái giá của nó. Đây là không gian ở tầng dưới anh chị này. Căn của mình là 1 trệt 2 lầu, nhìn rất là rộng luôn, và cầu thang thì nằm bên hông, cho nên mình sẽ cảm thấy được khoảng không gian nó rất là rộng. Bên cầu thang thì có thêm cái hầm để thang máy, chủ đầu tư đã làm sẵn rồi. Nhà vệ sinh thì luôn luôn nằm ở gần cái cửa chính. Anh chị xem lại nhé. Căn này thì mua về tha hồ mà thiết kế. Căn này thì giá hơn 10 tỷ một xíu thôi nha anh chị. Anh chị vào thì giữ lại 5% đợi ra sổ thôi. Đó, vì chủ nhà đã thanh toán hết cho chủ đầu tư rồi, còn 5% đợi nhận sổ nữa. Căn này thì chủ nhà đang bán lỗ á. Do cần tiền cho nên bắt buộc phải bán lỗ so với lúc mua để lấy tiền về. Và căn này là căn duy nhất mà mức giá rẻ. Đây là khoảng không gian trước nhà của mình. Đó. Này là công viên anh chị ha, công viên đây này. Còn bên kia là dãy shop. Mẫu biệt thự này của Nam Long là thiết kế nhìn nó có rất là nhiều cửa, rất là nhiều cửa sổ, cửa kính.
Cắn này anh chị có thể làm được tới 4-5 phút ngủ tùy theo nhu cầu của anh chị. Đấy là không gian ở tầng trên cùng này. Bên cùng thì ưu tiên là sẽ có sân thượng rất là rộng. Chỗ này thì anh chị có thể làm phòng thờ, làm phòng thờ hoặc làm một chỗ tập thể dục cũng được, hoặc làm một phòng đọc sách. Tầng trên cùng của mình anh chị này, trên này thì có một khoảng không rất là rộng. Với cái sân thượng như thế này thì có thể làm được rất là nhiều việc luôn. Hướng bên kia là sông. Đây ra ngoài sông chắc tầm khoảng 200 m ra ngoài sông, sông Bằng Cỏ. Ngay góc đó là sông rồi. Đó. Căn mà em đang giới thiệu cho anh chị là căn biệt thự đơn lập nằm ở trong khu compound ở khu đô thị Waterpoint. Nếu anh chị nào muốn mua một căn biệt thự mà giá rẻ ở khu đô thị Waterpoint thì anh chị nên tham khảo căn này. Căn này hiện tại mà trong giỏ hàng chuyển nhượng á thì đang còn rẻ nhất. Đó, rẻ nhất. Thì anh chị mua hàng chuyển nhượng thì mình sẽ vào một cục tiền thôi. Còn nếu anh chị mua hàng chủ đầu tư thì mình sẽ giảm dòng tiền ra. Chúng cái nào nó cũng có mặt lời hết á, tùy vào cái nhu cầu tài chính của anh chị. Anh chị quan tâm căn biệt thự này liên hệ em Hoàng nhé. Em cảm ơn anh chị ạ.